Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Sáng nay 17 tháng 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, đồng thời từng bước hoàn thành mạng lưới cao tốc theo quy hoạch, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và tăng cường liên kết vùng, tạo động lực, sức lan tỏa, thuận lợi kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giúp tăng cường việc bảo đảm quốc phòng an ninh. Cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư dự án, các đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu nâng cấp đoạn đường Chân Thành - Đức Hòa trở thành quy mô tuyến 4 làn xe như đoạn Gia Nghĩa - Chân Thành, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc giải quyết các tình huống cụ thể khi khai thác khoáng sản là vật liệu san lấp để phục vụ dự án và các loại khoáng sản khác. Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục, công trình dự án phát hiện có khoáng sản, nhà thầu thi công tổ chức đánh giá hiệu quả của việc thu hồi khoáng sản và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo các cái phương án cụ thể như sau. Thứ nhất là cho phép nhà thầu thi công, tổ chức cá nhân có đủ điều kiện thu hồi khoáng sản, sử dụng khoáng sản nếu có hiệu quả. Tuy nhiên để phù hợp với địa bàn đặc điểm của khai thác bauxit trên địa bàn Tây Nguyên thì tôi cho rằng cái việc mà đánh giá đối với cái bauxit này về cái hiệu quả kinh tế nếu như mà công tác tận thu ở một nơi rất xa mà đưa về các cái nhà máy tuyển quặng là gần như là không có hiệu quả. Do đó là trong trường hợp thì cho phép nhà thầu thi công thu hồi và tập kết khoáng sản tại bãi chứa trong trường hợp có hiệu quả kinh tế và giao Ủy ban dân các tỉnh nơi thực hiện dự án thì bố trí quỹ đất và mặt bằng để tập kết khoáng sản. Và trong trường hợp cả hai cái nội dung ở trên và không hiệu quả thì được phép sử dụng khoáng sản như vật liệu san lấp cho dự án khi không đủ điều kiện để thu hồi hoặc thu hồi gần như là không hiệu quả. Trong trường hợp vẫn còn dư thừa thì giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng san lấp cho các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Như là vướng mắc này hiện nay đối với cái đoạn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thì cũng đang bị vướng mắc đối với cái vật liệu san lấp mà dư thừa này. Cũng trong sáng nay, Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Về điều chỉnh vốn chương trình, các đại biểu tán thành và nhận định đây là vấn đề cần thiết. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị xem lại thời gian áp dụng. Theo tôi, cần nêu rõ là điều chỉnh bổ sung cho giai đoạn 2026-2030 là phù hợp. Và đề nghị phân bổ vốn trung hạn hàng năm và phân bổ vốn sự nghiệp cũng phải phù hợp, tránh trường hợp phân bổ ra vốn sự nghiệp và phân bổ vốn đầu tư công không ăn khớp sẽ làm ảnh hưởng lớn tới việc bố trí vốn cho các dự án cụ thể. Các đại biểu cho rằng Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 111 cho phép điều chuyển vốn giữa các dự án thành phần thuộc chương trình và giữa các chương trình. Do đó, Chính phủ cần nêu thêm giải pháp cụ thể để thực hiện nghị quyết này. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật công chứng sửa đổi. Tiếp đó, Quốc hội nghe báo cáo tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Thời gian còn lại, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật công chứng sửa đổi, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.